Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với dự án LabStart. Đây là cái cho phép chính thức của cái dự án này, LabStart Giống Tech tài trợ cho online một cách mới để đầu tư cho vào đời mới. Thì cái ICO này sẽ bắt đầu trong 2 ngày, 13 giờ 45 phút nữa. Các bạn có thể mua Labcoin ngay bây giờ để click vào đây. Thì cái giới ngày mai được xây dựng trên cái nền tảng nên trên các dự án đổi mới được tạo từ ngày nay. Thì ở đây ngày nay sự đổi mới là trọng tâm của xã hội chúng ta. Một số thách thức xã hội lớn như sinh thái quá tải hoặc cái sự phân cấp khác thu hút cái năng lực của các xã hội chúng ta để tìm ra các giải pháp sáng tạo sẽ giúp giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên hiện tại rất khó cho một cá nhân tham gia trực tiếp vào cái một dự án sáng tạo. Xem xét tầm quan trọng của các tác động sáng tạo đối với các cuộc sống của chúng ta hiện tại và trong tương lai, chúng ta nghĩ rằng bất cứ ai cũng phải có cơ hội tham gia vào cái quá trình này ở mọi cấp độ, các trách nhiệm. Thì đây là cái clip giới thiệu về cái dự án LabStart ICO này, các bạn có thể click và tham gia. Thì hiện tại là có 2,9 triệu bằng sáng chế được nộp mỗi năm và hơn 4 và 400.000 đô la giá trị trung bình bằng sáng chế trên thị trường môi giới này. 180 tỷ đô la được tạo ra từ bởi các bằng sáng chế cấp phép mỗi năm. Các bạn có thể tải về cái giấy trắng hoặc on paper hoặc cái hệ sinh thái này để xem chi tiết hơn về cái dự án. Một cách mới để tài trợ cho cái sự đổi mới này là để mở một cái hệ sinh thái sáng tạo cho tất cả mọi người. Thì LabStart dự định sử dụng các mô hình huy động vốn cộng đồng khác nhau bằng cách kết hợp khái niệm bằng sáng chế. Sau khi dự án đổi mới hoàn thành và công nghệ hoặc sản phẩm được phát triển, mỗi nhà đầu tư sẽ nắm giữ một phần sở hữu bằng sáng chế, chia sẻ quyền sở hữu sáng chế và theo dõi quá trình đổi mới được thực hiện nhờ cái công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh thông qua cái nền tảng LabStart. Ở đây cái phổ cập mọi người đều có thể đầu tư vào cái sở hữu trí tuệ từ khắp nơi trên thế giới. Có cái lợi nhuận không có cái trung gian, lợi nhuận thu được từ việc bán hàng bằng sáng chế được phân chia giữa mọi nhà đầu tư dựa trên đầu tư ban đầu của họ. Phân cấp đầu tư nghiên cứu và tài sản bằng sáng chế sẽ có sẵn cho tất cả mọi người và không chỉ có các công ty toàn cầu. Bảo đảm công ty và phát minh tài sản được bảo đảm thông qua các công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh. Với sự đáng tin cậy, tất cả các dự án nghiên cứu đều được nhóm chuyên gia và luật sư sáng chế của chúng tôi xác minh, gây rối cách mạng hóa hệ sinh thái đầu tư nghiên cứu bằng cách kết nối các nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu nhờ các hợp đồng blockchain thông minh. Trong suốt, tính minh bạch là chìa khóa để thành công trong các dự án của blockchain. Ứng dụng phi tập trung của chúng tôi là mở nguồn mở, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Về giới thiệu cái nền tảng của LabStart, ở đây thì cái nền tảng LabStart là một cái ứng dụng phi tập trung DApp xây dựng trên cái mạng Ethereum, cung cấp một cái liên kết giữa người mang dự án sáng tạo và các nhà đầu tư. Vì vậy bất cứ ai cũng có thể hỗ trợ dự án sáng tạo hiện diện trên cái nền tảng này. Một khi sự đổi mới được phát triển thì một hoặc một số bằng sáng chế được đệ trình vào để bảo vệ sáng chế. Mỗi nhà đầu tư sở hữu cổ phần của các bằng sáng chế đã nộp tương với các khoản đầu tư ban đầu của họ. Thì ở đây là cái hệ sinh thái, các bạn có thể xem qua về cái LabStart, cái thị trường phân cấp về cố vấn và công ty company. Đây dự án của team đầu tư bằng Labcoin. Thì để đầu tư vào cái dự án sáng tạo dễ dàng hơn thì LabStart đã phát triển mã thông báo riêng của mình, Labcoin. Ngoài việc đầu lập với tỷ giá thay đổi của các đại tiền tệ fiat như đô la thì Labcoin cho phép một cái tương tác dễ dàng hơn với các hợp đồng thông minh, coi đó là một cái mã thông báo ERC20. Mã thông báo ERC20 này, Labcoin tối đa 42 triệu và ký hiệu là Lab. Đây là cái lộ trình của cái dự án này. Với tháng 2017 thì bắt đầu có những cái survey, bắt đầu có những cái thông tin về cái chợ này. Thì hiện tại nó đã lên cái hiện trường phân cấp và review vào cái qua paper dự án này vào tháng 10/2017. Thì tháng 3/2018 bắt đầu cái pre-sale Labcoin này, mở bán trước. Tháng 4 này bắt đầu ra cái hệ thống LabStart với sự giúp đỡ của bên cố vấn. Tháng 6/2018 thì tạo ra cái legal và cái bên đối tác thứ ba. Tháng 5/2018 đến tháng 4/2018 đến tháng 5/2018 thì mở bán Labcoin ICO. Thì trong tương lai nó sẽ có cái thị trường LabStart Platform V2 vào năm 2019. Thì trao đổi cái giao dịch Lab này sẽ có sẵn vào cuối ngày ICO vào ngày 24/6/2018 để xây dựng hệ sinh thái mới. Đây là một số những cái đối tác của cái dự án này, ví dụ như Etherbrite, Ethereum, Alice, hay Ripple One, Intellectual Property Organization,
Europe của Patent Office. Để trình theo dõi của ICO thì các bạn có thể theo dõi cái dự án này qua một số trang, ví dụ như là ICO Ben, ICO Alex, Check ICO, ICO Bazeda, Crypto Red, ICO Structure, Cryptonic hay là Coinico, ICO Holder. Hoặc các bạn có thể truy cập tham khảo thêm thông tin về dự án này qua các trang mạng xã hội, ví dụ như là Bitcoin Talk, Mail, Facebook, Twitter, Telegram, Medium. Đó. Thì trên đây là cái thông tin về cái dự án này. Các bạn có thể tham khảo trên cái dự án này về cái mục ICO bán thẻ nhiều hơn bằng click ở dưới đây. Thì cái dự án này nó có mạng token là Ethereum mở rộng ERC20, cung cấp tối đa hash cap là 42 triệu. Trước khi bạn tham gia, bạn hãy gửi Ethereum của bạn từ cái ví cá nhân của bạn, không phải từ trao đổi, đảm bảo các bạn đã đọc cái báo cáo chính thức của chúng tôi qua cái white paper để liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào. Thì đây là cái chương trình token sale Last Start ICO. Các bạn có thể chú ý hơn về cái chương trình, thời gian bắt đầu là ngày 24 tháng 5 2018 đến ngày 23 tháng 6 2018 theo giờ thế giới UTC. Thì một Ethereum tương ứng với 400 Last Start này trong vòng giai đoạn 1 15 ngày đầu tiên. Thì ở trong giai đoạn 2 15 ngày tiếp theo thì một Ethereum tương ứng với 300 Last Start, giao dịch tối thiểu là 0,1 Ethereum. Và cái hash cap ở đây là 24 triệu 380 nghìn LAP. Mục tiêu tối thiểu là 1.000 Ethereum, và tối thiểu không đạt được thì hợp đồng thông minh sẽ hoàn tiền cho tất cả những người đóng góp. Về cái phân phối hợp đồng thông minh ICO thì chuyển LAP coin ngay lập tức khi nhận được Ethereum. Ở đây cái sử dụng tiền thì 45 dành cho cái phát triển thị trường, 25 dành cho cái đội cố vấn và marketing là 20%, 10% dành cho các đội hỗ trợ support dịch vụ khác. Về phân phối mã thông báo thì 60% dành cho sẽ giao bán trong cái thời kỳ ICO này, 20% sẽ giao bán cho cái pre sale trước bán, 10% dành cho những cái thời gian dài tiếp theo, và những cái 10% dành cho các quỹ phát sinh sớm hơn. Các bạn, đây là cách đóng góp, các bạn có thể ghi nhận danh ở đây bằng cách đăng ký sử dụng các bước và sử dụng cái ví hỗ trợ của mình, đặt giới hạn khi còn gửi cái Ethereum này, và mã thông báo sẽ được phân phối ngay lập tức từ cái địa chỉ của bạn đến gửi cái Ethereum đó. Kiểm tra lại số dư của lab của bạn và cái Ether bằng cái etherscan.io hoặc trực tiếp trên cái ví ERC20 tôi thích với bạn. Đây là một số những câu hỏi thường gặp của cái dự án này, ví dụ như lab coin là gì, điều gì xảy ra với lab coin chưa bán, các lab khác có được tạo ra khi sau khi bán ICO không, khoản đóng góp tối thiểu Ethereum là gì, tại sao phải đăng ký, làm thế nào để xác minh tôi đã nhận được cái lab của mình, làm cách nào để có thể kiểm tra số dư của lab của tôi, bạn có thể hỗ trợ gửi Ethereum từ cách sàn giao dịch không, white paper nào được coi là phiên bản cuối cùng, last start có chính xác tuân theo báo cáo chính thức sau khi sự kiện để bán hàng hay không. Thì tất cả những câu hỏi này các bạn có thể truy cập cái trang web chính thức của dự án này laststart hoặc.tech, hoặc có thể tải cái những tài liệu one paper, white paper về cái để đọc tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của dự án này, hoặc có thể click ở dưới đây để có những câu trả lời chính xác nhất về cái dự án. Nếu các bạn muốn hỗ trợ thêm thông tin về cái dự án này, các bạn có thể để lại thông tin email của mình đăng ký, để đăng ký những thông tin nhận cập nhật mới nhất từ cái dự án này. Thì chương trình giảm giá ICO này sẽ bắt đầu trong 2 ngày 13 giờ 30 phút nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.